Tha hôn 7 bay cúc Titan cực dị với những đơn vị lính chỉ là dầu tím, không mở lính dầu đen và kho dầu đen. Tất cả lính spell cũng như là đơn vị đều là cấp 1. Với mẫu bay cực dị này đến từ Cồn Đà Lạt. Hãy cùng đón xem Akari Gaming trong video ngày hôm nay nha. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một ngôi làng cực kỳ chất chơi và kỳ lạ nữa, đến từ thanh niên tú tài Cồn Đà Lạt. Và đây, một thanh niên mà các bạn có thể thấy là bạn ấy không hề nâng về đơn vị lính dầu đen, tất cả những về kho chứa đen, mỏ dầu đen và trại hắc ám đều không có. Khét thật sự luôn. Và vẫn đang bay ở mức cúp 4611 rank Titan 2 đến từ thanh niên này. Và vẫn đang tiếp tục trên chặng đường chinh phục giải huyền thoại. Và anh em nếu gặp thanh niên này cho cúp hay là đấm không trượt phát nào như những thanh niên đã tấn công bạn này. Đây có xếp này, tấn công rất đau. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá combo bay cúp của bạn này với đơn vị lính đó chính là rồng 9 em 20 em archer. Spell là cấp 1, đơn vị lính thì xin ở trong hội thành rồi, không hề mở lính dầu đen. Ok, cực kỳ VIP luôn. Hãy cùng khám phá trong video ngày hôm nay với trận thi đấu đầu tiên nào. Ok sếp ơi, và trận này đánh nhà ở Thao Hôn 9. Khá là cứng nha, khá là cứng ở nhà chính Thao Hôn 9 này nha. Tuy nhiên là bạn ấy chưa lắp cái X-Bow đâu. Để xem trong pha này Cồn Gia Lạp sẽ xử lý như thế nào. Vâng, Tú Tài cũng đã từng lên sóng ở trên kênh Akari Gaming rồi. Anh em nào mà xem những người chơi hệ Thao Hôn thấp thì chắc là cũng biết thôi. Đặc biệt là ở trong clan của Earth nữa. Earth là một thanh niên mà Thao Hôn 7 có đúng một cái hội thành thôi, một cái canon thôi. Vâng, đơn vị rồng cấp 1 gặp đơn vị rồng điện. Vâng, không hề sợ. Với việc bạn ấy mang tới 20 em ai chờ thì cơ hội để đi vét rác là khá ổn. Ui rồi, đập cuồng nộ cấp 1 để tiêu diệt đơn vị rồng điện các sếp nhá. Vâng, cố gắng bắn tỉa trong tuần này. Và các bạn biết là hai cúp mà vẫn phải đánh đấy, không hề dễ dàng đâu. Bình thường đối với những bạn ở nhà chính Thao Hôn 7 đánh rồng 2 và có thêm cả Bloon cũng như là những em minion thì tỷ lệ vét được phần trăm nó cao hơn rất nhiều so với một người chơi đơn vị là rồng 1. Các bạn nhé, Archer cũng cấp 1, Spell cũng cấp 1 mà vẫn rất là nỗ lực để thi đấu tốt. Thì phải nói là cực kỳ khét. Và tớt này là đánh vượt cấp. Ui giời ơi luôn ạ. Thao Hôn 7 vụ Thao Hôn 9 lấy một nháy. Và lại còn cầm Spell với cả là rồng đi về. Quá khét. Ok, trận này lại bem nhà chính Thao Hôn 9 tiếp này. Và những em Archer được rải ở những cái vị trí mà không có công trình phòng thủ nào bắn tới. Với hệ thống phòng thủ thì bạn này là mắc ở Thao Hôn 9, nhưng chỉ còn một chút xíu về tướng là chưa thôi. Và đầu tư cái cuồng nộ cấp 1, toàn bộ đơn vị lính là cấp 1 thôi các bạn ạ. Ôi, may mà có xin Bloon được hội thành thì họ cho thêm cấp cũng cao hơn tí. Úi giời ơi luôn này, rồi luôn này. Xong được cái cannon này nha. Vâng, rất là bình tõm. Và các bạn nào mà đã từng bay cúp ở những nhà chính cấp thấp thì các bạn sẽ hiểu được độ khó. Tức là nhà chính của các bạn càng bé, lính càng yếu, số lượng lính càng ít thì nó bay càng khó hơn nhiều so với những người chơi ở nhà chính cấp cao hơn các bạn nha. Và trong trận này thanh niên này đang cố gắng bắn tỉa rất tốt. Phải nói là đang bắn tỉa rất tốt. Và những em Archer của bạn này cực kỳ kiên trì luôn. Vâng, bắn tỉa này cao từng chút 1%. Và đối với những người chơi bay cúp ở nhà chính cấp thấp thì các bạn phải tập cái tính kiên trì anh em ạ. Không thể thả ồ ạt và thả vội được. Bởi vì chỉ cần thả vội một chút xíu thôi, các bạn không kiếm được một sao 50% thì cái giá phải trả cho các bạn là rất đắt. Bởi vì cả ngày trời mà các bạn không thể kiếm được nhà mà bù lại số cúp mà các bạn đã mất đâu. Và như vậy là trận này còn cầm được cả 4 rồng mang về, đánh 9 con cầm 5 con đánh và 4 con cầm về.
Tiếp tục là một trận nữa, lần này vụt luôn nhà tha hơn 10. Tớ chịu không nổi với thanh niên này mất. Đập tiếp cái cuồng nộ đây các bạn này. Và như vậy là rồng ở hai bên, 12 giờ với cả góc 6 giờ đều đập cuồng nộ. Rồi, những cái archer này, những cái trụ mà nguy hiểm nhất, với cả mô tả này nữa các bạn này. Ơi, thanh niên canh hay thật. Thả mà không hề bị bắn chứ. Thả ai chờ rất kinh nghiệm. Vâng, anh em nhớ là đếm số ô. Và có lẽ là cũng phải tạch nhiều rồi mới được kinh nghiệm như thế này. Đừng vụt luôn nhà ta hơn 10. Ôi ôi luôn ạ. Liều thật ấy. Người chơi hệ bắn tỉa đây. Và phải canh được tỷ lệ bắn tỉa thì mới hạ được như thế này. Nếu các bạn gặp thanh niên cồn ra lạp thì anh em có cho cúp hay không? Hay là đấm không trượt nhát nào? Thì hãy comment ý kiến của các sếp ở phần bình luận phía dưới. Anh em nào mà nhiều cúp thì tớ nghĩ là nên đẩy ông Việt Nam mình chúng ta lên, cho thanh niên này lên chặng đường huyền thoại thật sớm. Còn về mà mẫu bay thì có lẽ là tôi, bay của sếp này thì đằng nào cũng hẹo thôi các bạn. Ok, nếu mình không làm mẫu bay mà trận này lại cầm, đừng nói là cầm 3 con mang về. Không, cầm 2 rồng mang về. Nhà chính ta hơn 10 nên mấy cái kho nó bắn lâu hơn chút xíu các bạn ạ. Không vội được nhé. Vâng, cái này sợ hết giờ thôi, thả rồng lại cầm một con mang về. Đánh rất mượt anh em nhá. Wow, trận này là một người chơi nhà chính ta hơn 7 đến từ Savage 7. Xếp cái mẫu bay để tên bạn ấy nhưng mà nhìn vậy thì cũng trôn đấy. Air Defense bố trí đây, thổi gió bố trí này. Để xem màn solo giữa những thanh niên tha hơn 7 với nhau nó sẽ như thế nào. Vâng, rồng 1 đây. Vâng, Archer đầu tư bắn mà né được những trụ cannon ở đây. Lách dẻo đấy. Lách cực kỳ dẻo. Bắt đầu đập đồ vào đây nữa rồi này. Rồng cấp 1 xanh lẻ xanh lẹt. Lâu lắm rồi tớ mới thấy cái kiểu rồng này. Vâng, các bạn nghĩ sao về đây? Đây mới đúng là con thằn lằn này. Không hèn gì Supercell họ để tên là con thằn lằn đâu. Nhìn cái màu xanh này nó yếu ớt thật sự. Nhưng không, yếu nhưng mà vẫn có võ là vẫn lên được huyền thoại đấy các bạn. Hãy cổ vũ cho thanh niên này sớm đạt được lên rank huyền thoại. Và chúng ta sẽ làm một video nữa ở rank huyền thoại để xem trên chặng đường bay thanh niên này sẽ gặp những cái gì nữa. Nãy giờ là bục tha hơn 9, tha hơn 10 vẫn khởi rồi. Và bây giờ solo ngang phèo với thanh niên tha hơn 7 thì có lẽ nhà này rồi cũng nằm rồi. Nằm thật. K này nằm thật bởi vì còn mỗi trụ wizard mà cũng đã hẹo rồi. Ghê. Để xem thanh niên là đánh Titan 1 thì sẽ được bao nhiêu cúp nhỉ? Anh em thử đoán phát nào. 30, 36, 40, 45 hay là bao nhiêu? Hãy comment đi, thử dự đoán nghĩ trong đầu phát đi. Đếm nào. 47 cúp các bạn ạ. Khóc đấy nhỉ. Cá này to lắm. Tiếp tục nào các sếp. Tiếp tục trận này vụt luôn nhà chính ta hôn 9 tiếp. Úi trời ơi. Vâng, thanh niên này cũng chả biết sợ là gì. Vâng, nhà ông nào mà canh me thấy bắn tỉa được là vụt. Rõ ràng ở trong cái mẫu bay này thì đội cái nhà Ả Rập này thì chỉ có về chưa mắc về tướng thôi. Chứ tường này, defense này và những công trình phòng thủ là mạnh mắc ở nhà chính ta hôn 9 rồi. Đập không xoắn một pha nào. Và những cái mẫu bay ở Tha Hôn 9 mà đặt trôn để cho Tha Hôn 7 không bốc được một sao, mình cũng đã có ở trên website akarigaming.com. Anh em nào mà từ nhà chính Tha Hôn 6 đến nhà chính Tha Hôn 14 cần những mẫu bay về bay cúp, war, trôn thì cứ vào cái website của mình akarigaming.com. Đấy, mình có để ngay phía dưới chữ mình này. Thì các bạn cứ tìm kiếm vào đó, rất nhiều mẫu bay cho anh em. Và anh em mà có nhu cầu về mua gem, mua vé vàng hay những gói ưu đãi trong cửa hàng cứ liên hệ fanpage của mình Akari Gaming với hơn 117.000 người theo dõi ở trên Facebook. Anh em nhớ liên hệ với mình ở đó nha, mình chỉ liên hệ trên đó để giao dịch thôi các bạn nhá. Còn quay trở lại trận thi đấu này thì rõ ràng là cực kỳ khét lẹt rồi. Lỡ ngỡ thanh niên này không thả hết rồng cũng nên. Úi giời ơi luôn. Anh em nghĩ sao về màn biểu diễn đến từ thanh niên cồn Gia Lạp này? Vâng, thanh niên tú tài này đánh khen đấy. Và như vậy là chấp một rồng cầm về, không thả hết. Ui giời, khen thật sự anh em ạ. Được, tôi rất thích những bạn mày ngả chính tao hồn thấp như thế này. Tiếp tục trận cuối này. Ui giời, ủi luôn nhà chính tao hồn 9 đây các sếp này.
xem pha này bạn ấy sẽ vụt như thế nào nha. Như vậy là dù có cây thổi gió về mặt này thì bạn ấy vẫn tấn công. Và cái điều quan trọng lúc ở trong cái combo này là các bạn có tới 20 em A chờ thì phải khai thác triệt để, bố trí một vòng xung quanh bản đồ luôn đối với những em A chờ ở đây. Và chỗ này là có cái mô tả đây thì chưa vô được này, và có E defend nên không thể cắm rồng mà vội được. Đoạn này thì có chủ A chờ đang sửa này, nhưng mà lại gặp kinh, không biết bạn ấy sẽ xử lý ra sao ở góc đó. Vẫn đang cứ bình tĩnh để thả A chờ. Rồng bắt đầu đi bên đây rồi, không thả vội những em rồng các bạn. À, ăn đập cuồng nộ để ăn tiếp một góc ở bên này nữa. Tốt. Đấy, cứ bình tĩnh mà chiến thôi các bạn ạ. Không vội nha, anh em phải nên nhớ là chúng ta không nên vội một chút xíu nào cả. Được của nó đấy, được của nó đấy các bạn ơi. Rồi luôn này. Ngọt lịm đường ấy chứ đùa. Úi giời ơi luôn này. Hay nhờ. Vẫn thừa rồng cầm về. Vẫn thừa rồng cầm về. Đánh tiết kiệm đừng hỏi luôn. Ok, nếu các bạn thấy thích video này của mình, cứ để lại nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming của mình nha. Nếu các bạn gặp thanh niên cồn Gia Lạp này, có lẽ cái tên cũng khá là đặc biệt nên anh em sẽ biết thôi. Nếu mà các bạn gặp bài cúp thì cố gắng put bạn ấy lên huyền thoại sớm, hoặc là hay là đấm không trượt phát nào thì hãy comment cũng như ghi ý kiến của các bạn nha. Anh em mà có nhu cầu mua vé vàng hoặc những cái gói ưu đãi ở trong này này đó, hoặc là gói gem để sớm mắc ngôi làng của các bạn, thì cứ liên hệ fanpage của mình Akari Gaming với hơn 117.000 người theo dõi trên Facebook các bạn nhé. Bye bye các sếp.